Bạn giới thiệu qua một chút để cho anh em nào chưa biết về đơn vị đồng hành của Team Alpha Sparta. Thì đơn vị sàn shop Vero này chính là một đơn vị chuyên cung cấp sàn shop vượt nhịp lớn trong lĩnh vực xây dựng. Và các bạn nào đang làm trong lĩnh vực xây dựng thì có thể tìm hiểu thông tin về đơn vị đồng hành cùng Team Alpha Sparta, một đơn vị rất rất có niềm đam mê với đế chế Việt Nam. Vâng, link fanpage của đơn vị sản xuất Vero đã được ghi một phần comment trên fanpage Chim Sẻ Nắng. Và bạn nào không làm xây dựng thì hy vọng các bạn có thể qua và cho đơn vị đồng hành cùng Team Alpha Sparta một like cũng như là một nút theo dõi fanpage. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúng ta đang đến với trận thiêu thứ 3 trong cuộc đối đầu giữa game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Sen Long. Đây là một trận đấu được coi là chung kết của hai đoàn AOE. Khi mà nếu như Chim Sẻ Nắng giành chiến thắng ở trong trận thiếu này, dành cho những em nào mới vào và chưa theo dõi, thì nếu như Chim Sẻ Nắng giành chiến thắng ở trong trận thiếu này thì trận chung kết của nội dung solo cùng AC sẽ chỉ là một cuộc giải quyết nội bộ của đoàn AOE Việt Nam mà thôi, khi Cam Quýt đã xuất sắc hạ gục game thủ Tiểu Thủy Ngư với tỷ số là 4-3 trong trận bán kết 1. Và trong trận bán kết 2 này thì Chim Sẻ Nắng đang tạm thời vươn lên dẫn trước 2-0 trong một cuộc đối đầu chạm 4. Trong một cuộc đối đầu chạm 4, bọn ta dẫn trước 2-0 rồi. Bây giờ sẽ còn đưa về đó là Chim Sẻ Nắng chạm 2 và game thủ Sen Long phải chạm 4. Một bài đấu mà góc 12 giờ hoàn toàn có thể khung kín dành cho game thủ Chim Sẻ. Tiếp tục là một tình huống người ta gọi là địa lợi dành cho Chim Sẻ Nắng. Vâng, nhân hòa thì phải phụ thuộc vào anh em khán giả ở quê nhà làm sao để có thể đẩy lên được con số đó, chính là 150.000 anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, lùa hiệu đầu về, một bầy hiệu đầu có 5 con dành cho game thủ Chim Sẻ. Một bầy hiệu 5 con dành cho Chim Sẻ Nắng. Và đang cố gắng để đưa bầy hiệu về với nhà chính cho mình. Cái mặt từ 12 giờ xuống nhà Sẻ thì kín, nhưng cái mặt từ giữa bản đồ cũng như là mặt từ 9 giờ và nhà Chim Sẻ Nắng trận này thì tôi đang thấy nó khá là trống trải. Và lùa hiệu rất nhanh và 5 con hiệu gọn gàng tại nhà của Chim Sẻ Nắng. Thêm một con xe giò để em có thể tìm thêm đồ ăn. Và sẽ có một chiếc bếp nhân đôi để ăn cả hiêu và cả bãi gỗ ở mặt 9 giờ dành cho Chim Sẻ. BS đóng ở đây thì khả năng cao là BA đóng cạnh ở đây luôn rồi. Và 17/20. Trong những trận đấu solo như thế này, chúng ta rất ít khi thấy Chim Sẻ Nắng đi dâng A. Tôi rất ít khi thấy Chim Sẻ Nắng đánh solo cung R mà định đi dâng A, gần như là không bao giờ. Nhưng trận này thì mới chỉ có 2 bầy hiêu nên Chim Sẻ Nắng thôi. Cần thêm một bài cái quả phụ nữa. Nếu như có bài quả phụ thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Nếu như có thêm quả phụ thì là thiên thời. À vâng, đôi voi, một sư tử. Chỉ có một chú cắn thôi. Không chết dân đương nhiên rồi, tầm này khỏe lắm rồi, sư tử không thể cắn chết dân được. Hai bầy hiêu và hai con voi về cơ bản là đã đủ đồ dành cho Chim Sẻ trong trận thiếu này. Nhưng nếu như có quả phụ nữa thì nó còn mắc binh hơn dành cho em. Và bắt đầu câu con voi đầu tiên về với nhà chính cho mình dành cho game thủ Chim Sẻ. Một đôi voi và hai bầy hiêu, những quả đầu đã bắt đầu đứng chơi và bắt đầu cắt dần ra để đóng chiếc bếp nhân đôi ăn cả hiêu và cả gỗ ở mặt 9 giờ, giải quyết con voi này thôi. Và một bầy hiêu dường như chỉ còn 5 con nữa thì Chim Sẻ không bầy hiêu bốn, à năm bầy hiêu năm rồi, một chiếc bếp nhân đôi. Ok, như vậy là đã có hai bếp gỗ, hai bầy hiêu và sau đó sẽ câu con voi kia về. Có một con nông dân đi dò, hy vọng sẽ thấy quả phụ. À xin lỗi, con SH đi dò. Ờ, con SH đi dò nhà đối phương rồi. Trận này sẽ muốn công giát. Vâng, như vậy thêm bầy hiêu nữa. Con nông dân đi dò không thấy quả phụ. Rất tự tin câu voi trước mõm từ từ. Bốc lửa. Rất bốc lửa. Vâng, sau những tình huống đấu quân thì bây giờ chỉ còn lại 110 anh em đang xem thôi. Bây giờ thì một lát nữa đấu quân thì hy vọng các bạn lại tiếp tục chia sẻ, ra lại đoàn kết với nhau để đẩy con số người xem lên một cách mắc binh. Vâng, 27 dân này con thủ Chim Sẻ Nắng ở trận thiếu này. Một bài đấu 3 bầy hiêu và 2 con voi để em có thể ép đời. Và đây là con voi thứ 2 dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Ok. Và thêm một bầy hiệu thứ 3 nữa. Nhưng đóng BS như này thì nhà Sen Long góc 6 giờ liệu rằng sẽ có tự tin để đóng A cao không nhỉ? Liệu rằng có tự tin để đóng A cao hay không? Và quan trọng là cần phải soi tham để xem bài vở đối bạn như thế nào nữa. Tôi chưa thấy sẻ soi tham ở trong trận thiếu này. Vâng, đây là BB dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Anh em chia sẻ nhiều lên nhá. Hello mọi người. Và anh em comment like và chia sẻ nhiều lên nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và các bạn cùng xem thì khi mà sẽ phát hiện ra nhà Sen Long như thế kia thì em sẽ đóng BA ở mặt nào. Vâng, đang gom dân ra để chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Đây là BB. Và như là BA thì Chim Sẻ Nắng nó hơi thụt lại bên trong một chút. Như thế này thì cái bãi gỗ này cũng sẽ mà bị công vào sẽ rất là mệt đây.
27 dân cộng 1 và tích đời ở 10-36. Ép đời vẫn là quá khét dành cho chim sẻ nhắng. Mỗi bài đấu AC không quả phụ. Vâng, đến thời điểm này ép đời kinh quá. Ép đời thế này thì châu đỡ à. Vậy vậy thông tin có một anh báo về để nếu như lên 150.000 người xem tặng 10 triệu Việt Nam nói là làm. Ok anh. Vâng anh cứ chờ đi. Vâng em chia sẻ để cho anh này tặng em 10 triệu cái. Anh em chia sẻ nhiều lên nữa được không ạ? Vâng 28 dành cho chim sẻ nàng. Vâng không chia sẻ soi tham. Điểm số sẻ vẫn đang cao hơn nghiệp thủ xe lòng. Vậy nó bắt đầu bò bế mặt từ giữa bản đồ và góc 3 giờ. Xin lỗi, ở góc 3 giờ vào nhà mình rồi. Bây giờ sẽ ra để có thể tăng thêm mà. Và lùa nốt tiết kiệm xong từng con hiều tại chiếc BS nhân đôi của mình. Vâng, con hiều này chết hơi lỗi nhưng không sao. Vẫn còn thực để có thể khai thác là ổn. Ơ, vâng con vực này ngon luôn này. Nhưng mà chỗ này hở. Vâng, lại phải bò lại, rất mệt. Những cái dốc này nó khá là ảo. Cho nên các bạn nào mà thi đấu đế chế thì các bạn hãy chú ý trong những tình huống bò e ở dốc cần phải check lại. 5 BA thì chim sẻ nhàng bắt đầu sắp dần rồi. Rồi kín luôn. Và đang ra thêm ruộng người sẻ. Vâng soi tham lại 29 dân đến xe long. Vâng như vậy là game thủ xe long chưa lên đời ở trong trận thi đấu này. Một bài mà chúng ta lại tiếp tục có lợi thế khi đối đầu với game thủ xe long. Sẻ lại là người lên đời sớm hơn game thủ xe long. Về cái khả năng ép đời của chim sẻ nắng thì các bạn có thể thấy là cực kỳ mong bình. Vâng đúng là game thủ xe long anh già thật rồi. Anh lên đời muộn quá. 5 BA sóc đều đến từ game thủ chim sẻ nắng. Một bài đấu lên đời sớm hơn đối phương như thế này thì mình nghĩ là khó dành cho game thủ xe long. Và cảm ơn anh Linh Nguyễn đã gửi tặng sẻ thêm 150 sao. Anh bảo tặng em nhưng mà tặng một pet sẻ. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng vào đâu cũng được miễn là vào đây. Vâng tham lai 33 đến từ chim sẻ nhóm. Và xe long là người lên đời muộn hơn chim sẻ. Hai tơn rửa bắt đều và đẩy thẳng vào nhà game thủ xe long rồi. Trận này mình nghĩ sẽ nhanh. Trận này mình nghĩ sẽ nhanh chứ không phải là thế trận lâu dài. Khi đối phương lên đời muộn hơn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải đi công. Sẽ là một trận đấu ép rát đến từ chim sẻ nhóm và nhà xe long. Em đang có tình huống đi cung gờ vào mặt 8 giờ và đây là dãy nhà BE của xe long. Nông dân cũng đã có bánh xe nhưng sẽ bắt đầu lao vào bên trong. Sư tử còn hỗ trợ chim sẻ nắng để có thể công vào nhà xe long một cách rát hơn. Và 43/52 rồi và ruộng chính của xe long sẽ bị chơi vào luôn tuần này. Vâng đã có cung gờ đứng kê dành cho xe long. Ôi thôi chết rồi. Vào góc này là bị xích rồi. Vâng điều luôn tại nhà đối phương. Điều rồi đến chim sẻ nắng và cả cái thủ xe long cũng đang điều nhưng tuần hai sẽ đến. Vâng như vậy điều rồi như này thì cũng chỉ là cân thôi. Vâng cũng chỉ là một đều trong tình huống điều rồi vừa rồi mà thôi. Vâng hai đều rồi. Tơn tiếp theo của sẻ đẩy vào. Vâng 3-2 thì chim sẻ nắng. Vâng xe long đang muốn bắt hết tơn đầu của sẻ nhưng sẻ cũng muốn bắt hết tơn đầu của xe long. Vâng tiếp tục rút vào cái góc này để điều luôn. Tham lai 44/52 thì chim sẻ nắng. Vâng không chạy ra nữa rồi. Tơn thứ ba của sẻ đã có. Mình nghĩ ở trong trận đấu này không đến 10 tơn cung R là game thủ chim sẻ nắng có thể chơi được xe long. Hy vọng là như vậy. Vâng một tơn gáy nhẹ nhẹ đến từ vị trí của Hải Mario. Vâng tham lai đang ở số là 43/52 dành cho game thủ chim sẻ. Như vậy là đây là tơn cung R thứ tư khả năng cao phải hơn rồi. Như vậy tơn gáy của tôi không thành công. Vâng 35 dân đến từ game thủ xe long. Sẻ lại muốn quay về đánh thế trận lâu dài. Khi mà lên đời sớm với đối phương nhưng hai tơn R đầu của sẻ đã bị bắt sạch. Vâng, tham lai đang ở số là 48/52 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và một lần nữa mình xin thông báo với tất cả video của các bạn đang theo dõi trên fanpage chim sẻ nắng. Anh em nào nếu như thấy xuất hiện bất kỳ một video livestream nào đang tường thuật trực tiếp trận thi đấu này, đang tường thuật trực tiếp và màn hình máy của game thủ chim sẻ với giọng bình luận của mình thì tất cả những kênh các bạn đang xem đều là những kênh lậu. Họ đang khai thác trên chính mồ hôi nước mắt của những người như chim sẻ nắng đang thi đấu trên đất khách quê người. Những bình luận viên như Hải Mario đang bình luận ở nhà vâng khan cả cổ ra. Và họ đang kiếm tiền trên chính mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Hy vọng các bạn có thể report những kênh này, những nền tảng khác đang restream lại trận thiếu này. Vâng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tham gia chim sẻ đang là 45 và xe long đang có tình huống lọt vào nhà chim sẻ với hai tơn cung R, trong khi đó sẻ cũng công vào nhà xe long với hai tơn cung R. Và đây là một tình huống mà hai game thủ sẽ trao đổi chiêu thức với nhau nhưng sẻ nở thêm tơn quân mới và mình nghĩ rằng sẻ có thể thủ được nhà. Có thể thủ được nhà với chim sẻ và đang đánh được ruộng chính của xe long. Tham gia đang ở số là 46/56 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng đang điều R tại nhà đối phương luôn. Vâng cơ cấu ra thêm ruộng dành cho game thủ chim sẻ và cơ cấu lại lực ruộng mình nhanh thôi. Giả vờ chạy cung đồng góc 3 giờ nhưng thực ra là đứng trong nhà đội bạn. Không xe long tỉnh lắm. Anh ấy phải truy cùng giết tận chứ không thể để chim sẻ nắng một lát nữa lại quay lại nhà của anh ấy để đục được.
Trẻ đang mất khá nhiều tay ở trận đấu này khi để game thủ Xe Long đục vào nhà của mình. Tham lai đang ở số là 43/56 thì cho em. Vâng, cơ cấu lại ruộng và cơ cấu lại những nông dân khai thác bãi gỗ của mình thôi. Vâng, hiện tại thì đang có khoảng 122.000 quý khán giả các bạn đang góp mặt trên fanpage của Chim Sẻ Nắng. Hy vọng các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn nữa. Và anh em đang xem trên những kênh lậu, các bạn hãy bỏ kênh đấy đi. Hãy vào fanpage Chim Sẻ Nắng để cầu vũ cho Chim Sẻ Nắng đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, tham lai là 47/60 cho Sẻ và tiếp tục bị Xe Long móc máy trong nhà của mình. Rất khó chịu với những pha đi móc của thủ Xe Long. Và quan trọng là những bãi gỗ của Sẻ đang bị đánh vào nhiều. Lượng gỗ của Sẻ trong trận đấu này đang yếu đi là khá nhiều các bạn ạ. Lượng gỗ Sẻ đang yếu đi rất nhiều khi bị đánh vào những bãi gỗ lực như thế này. Vâng, tham lai của Sẻ bây giờ chỉ còn là 40 thôi. Chúng ta chưa thể nói trước được điều gì trong trận đấu này. Một bài mặc dù game thủ Xe Long đang là người lên đời muộn hơn, nhưng anh đang có những tình huống đi quần móc máy phải nói hết sức khó chịu. Nhưng Sẻ đang dồn một tên quân game thủ Xe Long vào góc chết. Nhưng nhà BA của Sẻ thì lại đang bị ốp. Vâng, lượng quân Xe Long đang có là rất nhiều. Vâng, Sẻ bị bắt nguyên hai tên R đầu tiên. Và những tên R tiếp theo Sẻ thì đang không mang lại nhiều tác dụng. Tham lai chỉ là 44 thôi. Và ruộng của Sẻ tiếp tục bị chơi vào. Chưa bắt được tên quân ở khu vực góc 1 giờ. Ruộng của Xe Long cũng đang chết đi khá nhiều đấy. Vâng, tiếp tục bị khai thác vào những bãi gỗ. Tôi càng cảm thấy cực kỳ khó chịu với tên cooler ở mặt 1 giờ của thủ Xe Long. Nó quá khó chịu đi. Nó cứ chạy vào ruộng chính của Sẻ xong lại chạy ra bãi gỗ. Thấy cooler Sẻ lại chạy. Sẻ đang không có đạo để vẩy e mấy con cooler này của thủ Xe Long. Và nếu như bắt chết tên này thì Sẻ sẽ đỡ mất tay hơn là rất nhiều. Vâng, tham lai đang là 37/60 dành cho thủ Chim Sẻ Nắng. Bây giờ cần phải cơ cấu lại những bãi gỗ của mình thôi. Bài đấu mà tham lai của Sẻ chỉ là 3x. Tham lai rất bé dành cho Chim Sẻ. Vâng, đánh đến mức căng không thể soi tham được nữa rồi. Bây giờ soi tham phải nhớ đôi bạn đập vào bắt cung rồi mình thì chết giờ. Vâng, bây giờ chỉ tập trung điều quân, cơ cấu phát triển chứ không soi tham nữa. Vâng, tham lai đang là 36/60 dành cho Chim Sẻ. Hai cánh quân đứng thủ ở nhà BA. Vâng, bây giờ mới soi tham và tham lai của game thủ Xe Long đang đè. Tham lai đôi bạn rơi vào tầm 45 ở thời điểm hiện tại. Thì tham lai Xe Long rơi vào tầm 45. Sẻ đang cố gắng đón đường đi quần của đối phương rồi. Và thế trận như này Sẻ đang là người bị đè thảm, nên chúng ta chưa thể nói trước điều gì cả. Bắt đầu đẩy lùi được những tân quân của game thủ Xe Long. Và cơ cấu lại nhà của mình thôi. Trận này Sẻ dường như là hơi tham. Ôm nguyên từ góc 1 giờ đến tận góc 10 giờ. Tham quá, bò rộng. Đối phương buộc vào không có quân về thủ. Khoảng cách di chuyển của con cooler nó quá xa. Có thể thủ nhà và đối phương lọt vào nhà móc máy. Vâng, tham lai của game thủ Chim Sẻ Nắng đang ở số là 42. Bây giờ thì Sẻ bắt đầu có những tình huống đi công vào nhà Xe Long rồi. Xe Long là một game thủ đã luống tuổi, nên những tình huống đi công như thế này sẽ khiến Xe Long mất rất nhiều tay. Vâng, ruộng của Xe Long còn nhiều dần quá. Đội bạn đang có tên quân to để công vào nhà Chim Sẻ Nắng. Mình nghĩ tên quân này sẽ nên lùi lại. Sẻ đang cố gắng điều đầu đối phương để cho Xe Long không để ý đến ruộng chính nhà mình. Nhưng bây giờ Xe Long cũng đã để ý rồi nên lùi tên quân mình lại thôi. Lượng quân bạn công lên nhà Sẻ đang là rất đông. Tham lai đang là 38/56 rồi, Chim Sẻ Nắng mà thôi. Vâng, lùi hết cung lờ vào bên trong nào. Lại có một tên móc vào mặt 1 giờ, thật không thể tin nổi. Mà anh Long nhiều tay quá. Vâng, cứ nghĩ anh già rồi, anh ít tay, nhưng mà thực ra anh Long thì rất nhiều tay. Móc máy phải hơn là móc cua. Tham lai Sẻ đang ở chỗ 40 thôi. Vâng, các bạn có thể chia sẻ và cổ vũ nhiều hơn nữa cho Chim Sẻ Nắng được không ạ? Một trận đấu mà chúng ta đang gặp khó này. Tham lai 40 Sẻ và Sẻ có một tên đi vòng từ mặt 3 giờ vào nhà Xe Long. À vâng, đây là cái điểm yếu cố hữu của Sẻ. Hình như là hai cánh rừng dừa này nó hở nguyên các bạn. Bảo sao mà bo mãi rồi vẫn thấy đôi bạn chui vào. Vâng, bảo sao bo nhà nãy giờ mà vẫn thấy cung R đôi bạn đi vào nhà chính. Lại vào ruộng chính với ba cung R ông này. Vâng, cay lắm rồi đấy. Vâng, bình thường nếu như mà các game thủ Việt Nam thi đấu với nhau mà bị móc máy nhiều như này, khả năng cao là cầm bàn phím ra phúc múc nhau luôn rồi. Tham lai là 43 đến Chim Sẻ vẫn đang thủ nhà phải nói hết sức là chì, rất chì và dẻo dai Chim Sẻ Nắng. Vấn đề bây giờ Sẻ cần phải tìm hiểu ngay cho tôi biết là cái thủ Xe Long đang ăn gỗ ở đâu. Nhà đôi bạn chỉ có duy nhất một cái nhưng thông và bãi gỗ này không còn được khai thác nữa rồi. Hãy tìm xem Xe Long đang ăn gỗ ở đâu, hãy tỉnh táo lên, bình tĩnh thôi, chậm lại một chút thôi. Vâng, tham lai đang đè lại dành cho Chim Sẻ Nắng kia, bắt được quá nhiều cung đờ đến móc máy của thủ Xe Long. Vâng, hãy tìm xem Xe Long đang ăn gỗ ở đâu. Vâng, nhà đoàn đang không có rừng. Vâng, Sẻ liệu có nhận ra điều này hay không?
Những anh đứng sau chim sẻ nắng chỉ là những fan hâm mộ của Trung Quốc, không thể chiếm đoạt được. Đây rồi, đội bạn đang gỗ ở đây này. Đội bạn đang hết rừng rồi. Hãy đánh vào cái điểm yếu này của ứng thủ Sen Long. Đó là lý do vì sao mà lượng dân làm ruộng của Sen Long là rất nhiều, nhưng cung lờ của anh này không có nhiều khi mà những cái rừng của anh đã xấu dần. Và tham lai đang số là 50 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Sen Long vẫn chưa từ bỏ ý định đục vào mặt 3 giờ vào nhà chim sẻ. Nhưng tuần này sẻ đã có tình huống lao vào đục dần đối phương. Vâng, Sen Long bây giờ chỉ còn hai cánh rừng thôi, một rừng dừa và một rừng già ở giữa bản đồ. Sẻ hãy chú ý điều này được không? Hãy đánh vào những cánh rừng của đội bạn. Vâng, tham lai 55/60 cho chim sẻ nắng. Và bây giờ thì sẻ đã bắt đầu quay trở lại sóc đều 5 nhà BA của mình rồi. Bắt đầu quay trở lại với guồng quay của trận thiếu này. Vâng, sau dù bị móc máy hoa mắt chóng mặt thì bây giờ sẻ cũng đã tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn rồi. Và một phong thái của ông vua cung R. Ông vua cung R. Và tỷ số là 3-0 dành cho chim sẻ nắng ở trong cuộc đấu với thủ Sen Long. Vâng, có những thời điểm Sen Long có lợi thế, có những thời điểm Sen Long móc vào ruộng chính của chim sẻ nắng, bay hết ruộng, bay hết những bài khô, nhưng Sen Long không tận dụng được nó. Và không thể giành chiến thắng ở trong trận đấu này được. Một trận đấu phải nói vượt khó đến từ chim sẻ nắng, tuyệt vời cho các game thủ chim sẻ. Và tỷ số là 3-0 dành cho chim sẻ nắng trong cuộc đối đầu với game thủ Sen Long trong vòng thi đấu bán kết của nội dung solo cũng là ACDA.